Ông Hoàng em ơi. Ôi, đáp, đáp, đáp. Ôi xôi, phê, phê, phê. Wow, wow, ôi con này to anh em ơi. À chà, đẹp luôn. Mày chạy đâu, ơi chà. À, vâng, hello và xin chào lắm trong anh em đã lại quay trở lại Phong Thảo Phát Sinh nhá. Hôm nay là cuối tuần rồi, một tuần làm việc mệt mỏi chưa qua rồi. Đến giờ phút này anh em được đi giải trí, đi uống một ngày này anh thấy hơi bác. Thì ngày hôm nay đen quá, nó lại mưa. Này nó chắc là nó đang ảnh hưởng đến không khí lạnh như nào đấy. Thì hình ra là cũng trời này cũng rét rét các bạn, đá tí hạt mưa. Thế nhưng mà không sao, không có gì làm khó được anh em ta cả. Rét với mưa thì mặc kệ đây, không có cái gì làm khó là anh em cần thủ ạ. Đấy, này địa điểm cầu đây anh em ơi. Này thì chắc là em đánh cả lăng xê đấy các bạn, đánh cả lăng xê mới đánh đài đi. Rồi anh em cứ bảo em quất đài cho nó hay, nhưng mà đánh đài nó móm liên tục à. Thế này em phải hỗ trợ cả lăng xê theo. Rồi thế là em ra hết được 3 cần đăng xe rồi. Thế bây giờ là sẽ đánh nữ đơn. Hôm nay em đánh đơn nữa nhá, không đánh lục nữa. Có đăng xe phụ trợ nó cũng yên tâm. Hôm nay em sẽ đánh bằng cây cần giá rẻ 7m2. Rồi nhìn anh em nhìn đây biết cái gì không? Phục long quá ạ. Cái này phục long này giá mềm thôi. Có hơn 1 triệu, 7m2. Đây hôm nay em đánh bằng cái phục long các bạn, cái này giá rẻ các bạn, cái này 7m2 của nó nhưng mà nó chỉ có hơn 1 triệu, đẹp cực kỳ đúng không? Đánh đài các bạn, đánh đài bạo lực đấy. Mưa này nó kiểu như nó phùn đấy, em nó chưa buộc chụp đâu, bây giờ nó buộc mưa gò quá. Dây thì em buộc sẵn rồi nhưng mà trục thì chưa buộc. Chưa buộc cần. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em đánh bằng cây dài như thế này các bạn.
trung bình trước giờ em chỉ đánh 6m3 là đã là tải nhất đấy. Đây, khoảng hẳn 7m2 nó hơi tiếp đấy, mà chỗ này nó dốc hay nó sâu thì ra nó phải chơi cây dài. Cần cái tưởng trời nó mưa bé anh em, mà cuối cùng giờ nó mưa to không tưởng này, buộc xong cái trục rồi ướt hết cả bàn ghế, nó còn mắc các kiểu ấy. Cần dài dây dài ra. Ok. Ok anh em ạ. Giải phết đấy. Rồi, giờ căn chỉnh xong hết rồi các bạn. Sao đánh thôi. Này đánh độc cắm viền quá, thơm quá. Xảo đây anh em. Cá mình nó dẻo. Cho nên móc lưỡi thôi. Gió thổi khiêu quá các bạn. À, các bạn nhìn này. Cá viền dẻo chưa? Dẻo ơi dẻo luôn đấy. Đây, khả năng bây giờ em đánh bằng mồi sống các bạn, đánh một tôm một mồi bột đi, bắt cả rô phi, bởi vì bắt rô phi mới có cái loài nó săn mồi đấy. Bởi vì đánh đấy em nhiều lần đánh được hợp rất nhiều cá vừa các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này. Đánh hai lưỡi. Tình hình mưa gió chán quá mà không thấy con nào nó vào anh em ạ. Đang em phải thu cái năng C này thôi. Đánh bằng cái cắm viên các bạn. Mồi gạch ở đây khả năng nó không hiệu quả đâu. Chưa thấy con nào vào. Còn các con nó tỉa tỉa đấy các bạn ạ. Đang các con vỉa đây. Mồi ngâm thì vẫn còn nên là em cho thêm ít đấy vào. Đánh cắm viên vào lưỡi. Có khoảng cắm viên vào lưỡi luôn. Chơi chùm lại cho nó chắc cú.
gạch lâu tan phết đấy. Làm thêm mấy hạt vào lưỡi. Cảm biến nó rẻo khó tan nó gọi. Các bạn làm thoải mái còn lâu có tan được. Em ngâm cái cần đài chán chẳng tan. Ông Hoàng em ơi. Ui, đáp đáp đáp. Ông Hoàng em ơi. Ui, đáp đáp đáp. Úi giời. Phê phê phê. Wow wow. Ui con này to anh em ơi. A à, chà. Đẹp luôn. Mày chạy đâu? Ê chà. Wow wow wow. Đẹp đẹp luôn anh em ơi. Mạnh mút này. Đẹp chưa? A à, chà. Rip đi anh em ơi. Ê, thế này. Rip đi, phê phê. Phê. Con này phê quá các bác ơi. Quả thật, đóng đài. Wow, wow, wow. Phê, 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 phê. Phê. Vào đấy, vào đấy, vào đấy, vào. À. Ê, à. Em lay đi cầm vợt nhưng mà lại không cầm cán các bác ạ. Phê phê. Phê phê. Con này khỏe thật, con này khỏe thật các bác ạ. À, nó đóng một lưỡi. Mày chạy đâu? Phục long của anh mày chạy đâu? O lỗi luôn. Đẹp đấy, con này to đấy anh em ạ. À. Em vớt cần nó thu này. Thu nó vào quá nhá. Vớt. Con này phải vớt các bác ạ. Nó vướng mấy gốc cây khéo đánh mất. À chà. Đẹp luôn. Ủa chưa rồi, nó mắc một lưỡi gốc cây anh em ơi. Chưa rồi, mắc một lưỡi gốc cây. Ok, và vào đây. Đẹp nó phải thế này chứ. Được rồi. Ui. Dày dọ lắng chi tăng nhằng. Ui. Đẹp chưa anh em ơi. Ủa con này. Là nóng hỏng mồm. Chạy làm sao được. Ok. À. Con này to này à anh em ơi. À, có bao nhìn này em đi hôm nay em mang vợt nhưng mà em không mang cán. Nhưng mà nói chung là được, con này vớt được. Đây, cho anh em xem con này phát lửa. Phê chưa các bác ơi, nó mút, nó đi phào, cảm giác nó tê người thật. Đấy, đánh như thế này ấy. Rồi, cho vào dọ luôn. Đây. Dọi dài lắm, đáp từ trên đáp xuống khả năng ok. Cho mắt. Rồi. Ủa. Nó hãy mắc cái dây co. Đây. Wow. Ủa. Đây dài thoải mái.
hai bên tay cứng nhá nhỉ. Chỗ này nó bận nuôi lên anh em ạ. Úi phải giờ anh em ơi. Đẹp. Con này to lắm, xuống thật. Tí mặt. Đây rồi, thật nó thật sự các bác là lâu lắm rồi em đánh đài mới được ấy. Còn em cũng đây làm video về câu đài cũng rất là nhiều ấy, nó từng cũng phải 6-7 video rồi nhưng mà không được cái nào. Thế hôm nay thì may quá. Mọi lần em đi em nói bác mỗi một cần đài không thôi, thế là đánh thì gần như là nó cắn không cắn. Hôm nay em bác cả thêm cả lăng xê để phụ trợ. May quá đài hôm nay được. Một cần khỏe thật, đánh sướng thật đấy. Bò nó víu 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 víu. Chặt thích thật. Đang con nhóc anh em kìa. Đó, đó các bác nhìn chưa? Bóng rồi anh em ơi. Ây da. Bóng rồi anh em ơi. Ây da. Ui, vượt vượt anh em ơi. Vượt vượt. Ây da. Phê phê phê. Wow, con này to. Được được. Về quá anh em ơi. Wow. Ngon 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 ngon. Ý nó phải thế này. Wow. Ui bò bò sướng đấy. Chạy này. Được. Chạy đâu. Lội chưa? Lội chưa? Ăn ngậm lưỡi các bác ạ. Này chạy làm sao được. Dẫy làm sao được. Phê phê phê. Đây, cầm vật xuống nha. Cầm vật. Xuống vật. Con này đóng vào lưỡi này thì có chạy ở mắt. Lại phải xuống cái này dốc cao quá. Trời ơi, đẹp. Đẹp. Kẻ nào phải mua thêm cái vạc cán vợt nữa các bác ạ. Lâu rồi mua cái này xong lại không mua cán. Được của nó. Chết rồi. Mới hết chân này. Ngon đấy các bác ạ. Con này bé hơn một con kia một tí. Bé hơn nhưng mà nó chất đấy. À, cắn. Ui, con này đóng lưỡi xấu quá anh em ạ. À, con này đóng này phải cầm cây gậy mới ra được. Để mà anh em có cái cây gỗ lưỡi các bạn ạ.
Ui dồi. Ăn xấu quá. Ăn cả con tôm các bác này. May hôm nay đi lại mang thêm ít tôm đánh chứ không. À dạ, xấu lắm đấy. Đừng đừng dãy đánh gỡ nhỉ. Hay khả năng cắt nhỉ. Nếu mà ấn thế này nó dễ chết. Xấu lắm các bạn. Con này lưỡi to đóng lạnh xấu lắm. Khả năng em cắt nếu một tí về có ăn thì lấy lưỡi sau. Đành như vậy anh em ạ, chứ quả này không gỡ ra được. Ôi, tháo đây anh em nhá. Con thứ hai. Ok. À, bây giờ phải gỡ cái lưỡi ra anh em ạ. Nó vừa con kia nó vào cái thì là nó đứt mất, em phải buộc phải cắt. Vì cái cây gỡ lưỡi ấn sâu quá thì nó chảy nhiều máu, em sợ nó chết đấy. Còn cái này giờ nó cắt ra tí về buộc lại sau. Mình còn mấy bộ trục nữa để dự phòng cho nên không sợ. Đây toàn đồ săn hàng các bạn. Đã không đóng thôi, đóng chỉ có bò chết đấy. Lưỡi để ở đâu nhỉ? Toàn đồ săn hàng. Đây là săn hàng thường các bạn, chứ chưa phải xịn đâu. Tí em cho các bác nhìn đến quả lưỡi săn hàng xịn cơ. Cái loại đấy thì có thể kéo không bao giờ được ẻng lưỡi. Những cái dòng cá săn mồi bao giờ cái lực đóng của nó cũng rất là khỏe các bác nhé. Nó đóng gần như cái bụp phát đấy. Thế anh em đi đánh toàn cần máy, cần tay bo, cái giống này nó cũng hơi khiếp chứ không phải đùa đâu. Rồi, mày quá, thằng em này nó đi lại mang lại ít tép, cái này tép chứ không phải tôm anh em ạ. Đó, sướng chưa? Thế đợt ngày xưa trước này em đánh ở chỗ này thì nó cũng hay được cá vược ấy. Thế là hôm nay đi sáng em chỉ chủ đạo em là em đánh bằng bột, đánh cá thường thôi. Thế thằng em cầm được mấy con này đi, đánh hay quá. Đó. Ok. Đây được hai con vược này cũng rất là to anh em ạ. Thế là anh em tôi tính đang cho hai con này vào và nằm nồi chua các bác nhé. Đó, nằm nồi chua anh em ăn luôn ở đây. Này chắc là cũng câu tối luôn. Mấy cần đăng xe này thì chưa được con nào luôn đấy. À, mệt, điểm này đẹp quá mà. Đăng xe chán thật. May này sao đánh đài lại được các bác ạ. Bây giờ là em sẽ gọi thêm mấy anh em nữa xuống để mang đồ để anh em nấu luôn một bữa ở đây các bác nhé. Phong cảnh nó đẹp này mà không ăn ở đây thì nó hơi phí. Ở đây, cái bãi bọn em câu đây các bác này. Anh em tôi bây giờ cho cá vào nấu luôn. Thế hai anh em đã mang cá vào trong kia rồi thì đang chuẩn bị làm. Đấy. Còn đây ông anh tôi mang được cái lồi đây. Đấy, có nấu luôn ở chỗ này ăn luôn các bác nhé. Được. Ớt này. Củ cải này. Đấy, nó ngồi chỗ này nó ngay bãi thì sông Bạch Đằng các bác ạ. Đấy, trời. Về chưa? Này bãi sông luôn. Đẹp tuyệt vời các bác ơi. Đây, cá nằm xong rồi các bác này. Một rổ to luôn. Đấy, anh em vừa chạy mang về tận nhà làm các bác ạ. Về chưa? Cá vừa các bác ơi. Đây em phải ngồi chắn cái ô để đỡ gió thì anh em mới nấu được ở đây. Ui dồi, thịt ngon lắm các bác ạ. Thì anh em sẽ quay luôn đây các bác nhé. Đây anh em này, cá này. Đấy, các bác nhìn cái miếng thịt dùng dã man chưa, ngon chưa? Đấy, vược nó thế này các bác ạ. Hai con nó một rổ to luôn. Tuyệt vời. Tiếc là cái nồi kia lại hơi xì ra anh em này, nó không có cái nút nhấc ra. Cầm tay rất là bỏng ấy. Phong cảnh đẹp quá, ngồi đây kỳ vĩ thật. Không gì tuyệt vời hơn. Hôm nay tổ đội anh em gọi phát đến đông đủ luôn các bác nhá. Một đoàn.
bát đũa mỗi anh em một ít. Đấy, đây được cái là hôm nay nó ngày chủ nhật các bạn, thành ra là anh em rất là rảnh, gọi gái là có mặt luôn, bỏ công bỏ việc. Đấy các bạn nhìn này, riêng cái gì chứ anh em thôi được chứ còn nói là có rượu gái là có mặt ngay. Có nhắm à? Wow. một nồi các bác ạ. Cái view nó cực kỳ đẹp các bác ạ, ngồi chỗ này nó tuyệt vời luôn, cần em cứ để kệ ấy. Đấy, lên được con nào lên. Lăng xê thì đánh sáng cho nó không được con nào này. Đây, anh em này, cứ ớt tỏi cay chua thế này thì ngồi chấm nó mới là tuyệt vời ấy các bác ạ. Đấy, làm được củ tỏi nữa. Gà chua câu xá cho nốt. Câu xá. Giờ qua nước nọc đi. Cái bộ môn đi câu ngoài tự nhiên này thì anh em tốn nhất là nước. Ăn uống rửa cái gì cũng tính toàn tiền cả đấy. Một quả cà chua rửa phát là mất 2.500 nữa rồi. Chai cái 5.000 có không bác? Đây rửa phát mất nửa chai, mua cả cà chua. Có lần em rửa mỗi cái đầu cá mà mất một chai 1.500 thôi kìa. Đấy là một cái đầu cá rửa mất 10.000. Đây nước thực phẩm đã tới các bác này. Đấy, đi có đồng đội nó phải sướng như thế này các bác ạ. Bia, rượu luôn. Rượu lạnh nhé các bác nhá. Cốc lên cả chén. Mang cả cốc chén luôn à. Đây, chắc giờ mất. Đấy, cốc chén đầy đủ các bác nhá, mang từ nhà đi. Có anh em đi nó sướng ở cái chỗ như này các bác ạ. Ngoài tự nhiên bây giờ trường ới anh em cái ở đâu cũng có mặt luôn. Đây là cốc uống bia, cốc to uống bia. Thì anh em tôi này khát nó phải làm ít bia đấy, bia xong bắt đầu là mới uống rượu. Chén toàn chén mắt trâu rồi nhỉ. Trời này nó có tí xe xe lạnh uống tí rượu nó mới sướng các bác ạ. Nào anh em vào bàn nhá. Nào anh em chúng tôi vào bàn các bác ơi. Làm cốc bia đây, cốc anh đây. Nào. Mời các bác uống bia anh em tôi nhá. Hết luôn nhá. Hết luôn em ơi. Hết luôn, cốc đầu hết luôn. Nào. Hết luôn. À. Cái xé của họng à. Này. Cái xé của họng nhau vẫn phải hết các bác ạ. Hết nhá. Đã. Lòng quá. Hết anh em nhá. Ui. Nào. Hết. Cá chín hết rồi anh em chơi đi. Rồi. Vào bàn thôi. Đâu nó dính trong đầu. Đâu dính trong đầu. Đầu để nguyên. Nhấc mùi ra đâu ơi. Để tròn toàn miếng ngon các bác này. Wow. Cầm về. Cầm miếng mỡ về chiều cho vào. Em thấy ngon không? Thật vời. Ô thịt nó chắc thật. Ngon lắm. Ngon à. Dài thơm nhỉ. Thịt ngon thật. Này miếng tỏi à. Đá thêm miếng ớt đây này. Ngon tuyệt các bạn. Ừ. Ngon. Trời lại mưa này anh em này. Đấy anh em tôi ngồi từ sáng đến bây giờ bắt đầu trời lại mưa đang rất là rét. Đang rất là rét các bạn. Vừa có cái nồi lẩu nhìn này, ăn uống sướng. Đây anh em bỏ bia đây các bạn. Bỏ bia chuyển sang hết rượu. Đây toàn rượu các bạn, không phải bia đâu. Nhìn màu lâu lâu các bác cứ nghĩ là bia, không phải đâu. Phong cảnh nó đẹp kỳ vĩ luôn. Đấy, ngoài sông trong rừng các bạn. Cần đơn thì em vừa nhắc lên thôi. Cần đang xê phải có con nó giật bịch phát nhưng mà cũng không giật được. Đang chờ thôi. Tuyệt vời quá. Cuộc đời anh em mình có mấy nhỉ? Cuộc đời sống được mấy đâu các bạn? Có được cái giây phút như này nó là chân quý này. Hai ba. Nó mưa nhá.